À, vâng, à, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái tính năng đặc biệt nữa của trung tâm báo động Carcassonne. Cái tính năng này nó đang có trên các trung tâm như là KSW2E, KSW2B và một sản phẩm mới nữa nano, đó là KS858-899G. Đó là cái chức năng là chống mã chống không tặc. Cũng như các anh chị xem trong các bộ phim Mỹ, khi mà có cướp vào tấn công vào trong ngân hàng hoặc các tiệm vàng, thì việc yêu yêu đầu tiên thì tên cướp nó sẽ yêu cầu cái người bảo vệ là tắt cái hệ thống trung tâm, cũng như là tắt cái hệ thống camera quan sát, cũng như là bọn chúng muốn vô hiệu hóa cái hệ thống đi để chúng dễ làm việc. Tuy nhiên, nếu như chúng ta nghe theo lời bọn chúng ta tắt cái hệ thống trung tâm thì trung tâm nó sẽ không có báo động được. Chính vì vậy tắt trung tâm. Còn nếu như chúng ta không tắt trung tâm thì bọn cướp sẽ cầm súng chĩa vào chúng ta. Chính vì vậy, trong trường hợp này chúng ta cần phải có một cái mã đặc biệt, để khi mà chúng ta vẫn tắt trung tâm, thì khi mà trung tâm là cái bắt tắt trung tâm, nhưng mà trung tâm nó vẫn liên lạc trực tiếp với lại bên công an hoặc là lên bên với lại chủ ngân hàng để âm thầm và báo động cho bên công an biết. Mặc dù là cái trung tâm đã báo tắt. Vâng. Vậy là anh Minh có thể demo cho mọi người coi ha. Tao là cướp đây, tắt hệ thống báo động không? Vâng, đây là trung tâm đang trạng thái hoạt động, có chữ am đang bật lên. Thì bây giờ tôi sẽ tắt cái hệ thống báo động này. Các bạn biết thì với công nghệ 4.0 hiện tại thì bọn cướp rất là thông minh, bọn chúng biết cái trung tâm này nó đang hoạt động như thế nào. Cướp đây, Bây giờ bắt mình trung tâm sẽ báo làm động cái trung tâm, đi. mình sẽ tắt trung tâm. Tuy nhiên cái trung tâm nó sẽ vẫn âm thầm, nó gọi điện thoại cho bên cảnh sát. À, nhưng mà tắt cái chữ alarm đi để cho cướp nó an tâm đúng không? À, ví dụ như hiện nay là mình đang thấy cái chữ alarm nó hiện lên nè đúng không? Các bạn thấy là chữ Cái điện alarm nó hiện am. lên đúng không? Ok, chữ alarm hiện lên, cái đèn đỏ lên. Thì là chúng ta sẽ làm sao mà cướp nó thấy là rõ ràng là khi mình bấm cái mã thì cái chữ âm nó tắt đi, tức là nó không có hú còi lên nữa đúng không? Ok, thì mình sẽ làm như vậy đi để cho anh bạn cướp này yên tâm đi ha. Rồi ok, mình làm đi. Bây giờ mình sẽ tắt cái trung tâm. 1 2 3 5. Ok. Các bạn thấy cái chữ A nó đã tắt đi. À, nhưng rồi. mà Tuy nhiên trung điện tâm nó thoại vẫn âm thầm nó gọi điện thoại cho chủ nhà. à tức là các bạn nhớ là điện thoại là để đây demo thôi, chứ thực ra cái điện thoại này là nằm ở công an rồi đúng không? Điện thoại này là số điện thoại của công an và nó sẽ báo lên đúng không? Nó báo lên là có báo động, và nếu mà bấm lên nghe thì nó có nghe tiếng báo động phải không Minh? Dạ có. Alo, alo, đây là phòng đây là cảnh sát đây. Các anh hãy buông súng xuống, các anh đã bị phong tỏa. Rồi giục súng bỏ chạy, rồi bỏ chạy, đúng rồi, nguy hiểm quá. Rồi ok. Vâng, khi bọn cướp yêu cầu chúng ta tắt trung tâm thì chúng ta vẫn tắt trung tâm, tuy nhiên chúng ta sẽ làm bấm theo một cái mã chống không tặc, thì khi đó trung tâm nó sẽ vẫn âm thầm nó gọi điện thoại cho công an, và công an sẽ đến kịp thời để giải vây trong trường hợp này. Vâng, cái chức năng thông minh nhất của cái bộ KSW2E, KSW2B và KS899G đó là nó có khả năng là nó vẫn tắt trung tâm theo yêu cầu của bọn cướp. Tuy nhiên, nó sẽ gọi cho cảnh sát. Với những chức năng này là chỉ có ở những cái bộ như là KS Carcassonne và những cái bộ khác. Cũng nói thêm với anh Minh một chút xíu luôn là cái chức năng này rất là hay, tại vì nó sẽ làm cho bọn cướp nghĩ là đã vô hiệu hóa được hệ thống báo động, tại vì loa nó sẽ không phát nữa và cái đèn đỏ báo động nó sẽ tắt đi, thì bọn cướp nghĩ là ok rồi. Nhưng mà thực chất cái là nó sẽ gọi điện thoại đến một cái số điện thoại mà khẩn cấp nhất, ví dụ mình cài trước cái số đó là số của cảnh sát 113, công an gì đó đúng không, để mà khi người ta nhận được người ta hiểu ngay liền là ở chỗ mình nó đã có sự cố nghiêm trọng. Và cái này hình như là mình có cài được âm thanh ghi âm của mình vào. Vâng, với cái bộ này chúng ta có thể là ghi âm cái âm thanh mặc định, giả sử như là chúng tôi ở địa chỉ ở đâu, số điện thoại ở đâu, thì để cho cảnh sát biết được chính xác cái vị trí và người ta tới cho kịp lúc. Và cái này thì mình cũng xin nói thêm, với cái bộ 959 gọi em á thì nó không có cái chức năng này,
Tuy nhiên nó có một cái chức năng cũng tương tự như vậy, đó là chúng ta có thể là cài đặt cái zone, đó là zone im lặng. Và khi giả sử như cái zone im lặng đó, chúng ta cài cái nút nhấn khẩn, chúng ta bấm vào cái nút nhấn khẩn thì cái trung tâm nó không hú còi, tuy nhiên nó vẫn âm thầm nó gọi điện thoại cho cảnh sát. Thì chúng ta đó là cũng là một cái chức năng của cái bộ 959 ở đây, đó là cũng là chức năng chống không tập. Và tất cả những sản phẩm này nếu mà muốn có những chức năng đó hoạt động tốt thì một điều các bạn phải cần lưu ý là anh Minh có nhắc nhở với anh em đại lý là lưu ý về vấn đề gì không? Một cái vấn đề Minh cũng cần lưu ý với anh chị em đó là cái vấn đề chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Các anh chị thấy là trên mỗi sản phẩm báo động của Nano đều có tem chống hàng giả của Viện Khoa học Hình sự, màu xanh lá mạ có chữ Bicotech và Carazin, và một cái tem chứng nhận NNC của công ty Nano. Tức là tại vì hiện nay thì theo mình cũng biết đó là có nhiều cái sản phẩm nó cũng là ghi là Carazin hoặc là một cái mã tương tự, tức là bọn làm giả làm nhái nó không có đạo đức thì nó làm cái mã tương tự như cái mã của Caraz, ví dụ như 959 thì nó ghi là 999 hay vớ vẩn gì đó, đúng không anh Minh? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó không phải là hàng của Carazin nha các bạn, và cũng không phải là hàng của Picotech, và những cái hàng đó nó không có cái tem này, đúng không anh Minh? Dạ, không có. Do cái đó, tem chống hàng giả của Viện Khoa học Hình sự cũng như là cái tem nhập chính hãng của NNC. Mà không có cái tem đó thì nhiều khi á là nó cũng hên xui ha, ví dụ như là anh Minh có nói về trường hợp là gì đó ha. Dạ vâng. Thì cũng có rất nhiều trường hợp là khách hàng có liên hệ về hỏi về những do khách hàng mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả trên thị trường, và khi khách hàng cài đặt vào và nó bị lỗi thường xuyên đó, thì có khách hàng có cướp vào mà nó không báo là xong rồi phải không? Dạ, và khách hàng có liên hệ bên công ty Nano để kiểm tra, và khi đến đây chúng tôi kiểm tra thì chúng tôi thấy đó là cái hàng giả, hàng nhái. Nguy hiểm quá hả? Dạ. Ví dụ lỡ mà nó có cháy, có cướp mà nó không báo thì coi như là chết người sao ta, đúng không? Dạ, vâng. Vì vậy là mình cũng là khuyên các anh chị đó là người tiêu dùng thông minh thì nên chọn những cái sản phẩm đúng chính hãng của nhà máy Carazin cũng như là Bicotech để tránh như là tiền mất tật mang và tính mạng của con người bị đó cái tem này anh em nhìn kỹ cái tem lại một chút xíu ha đó. Và đương nhiên có một cái điều mà nhiều người cũng biết là công ty Nano đã phân phối hàng Carazin là gần như là 20 năm nay trên thị trường, và gần như là hàng sản phẩm này là sản phẩm độc quyền của công ty Nano nhập khẩu. Do đó những cái sản phẩm mà tương tự như vậy mà không có cái tem này là chắc chắn là hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hàng gian gì đó mình không biết. Nhưng tất cả những sản phẩm đó là sản phẩm phạm pháp, đúng không? Và nó sẽ gây nguy hiểm đến người tiêu dùng. Và những cái các bạn mà lắp đặt những cái vấn đề đó cho khách hàng, mà lỡ khách hàng người ta có những vấn đề kiện cáo thì nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái uy tín của doanh nghiệp của các bạn. Chính vì vậy cũng các bạn đại lý cũng lưu ý về vấn đề này để mà mình mua được những sản phẩm chính hãng và được giá ưu đãi cũng như là những dịch vụ hậu mãi tốt nhất từ công ty Nano, đúng không anh Minh? Dạ vâng. Dạ, và có thể là anh Minh cho các bạn biết các số hotline. Vâng, các anh chị có thể truy cập vào trang web là nano.vn hoặc địa chỉ là 173 đường Lê Chân Long, phường 12 quận Bình Thạnh. Hoặc là các anh chị có thể liên lạc số điện thoại là 0901186173, 0902828961. Vâng, xin cảm ơn các anh chị ạ.